Chào mừng các bạn đã đến với Nam Béo Review. Đây là một cái kênh mới của mình chuyên làm về các thủ thuật mèo hay công nghệ, cũng như là review những cái món phụ kiện, tai nghe true wireless pin sạc dự phòng loa bluetooth, đồng hồ vòng đeo tay thông minh. Các bạn hãy nhớ đăng ký giúp mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái mèo trên các dòng máy Xiaomi. Mình đang có đây là con K40 gaming này. Mèo này sẽ giúp các bạn tùy chỉnh cái tần số làm tươi màn hình xuống mức 90 Hz hoặc là thấp hơn nha áp dụng cho những cái dòng máy mà chúng ta có màn hình tần số lòng tươi cao thôi tầm như là 90 này 120 144 165 thôi ha chứ những máy nào mà đã có 60 hẹp rồi thì không nên chỉnh xuống thấp hơn bởi vì nếu như chỉnh thấp hơn thì nó sẽ là à, lắc giật nha bởi vì là màn hình chúng ta 60 hẹp là cái mức tiêu chuẩn rồi thường các dòng máy của Xiaomi các bạn sẽ vào phần cài đặt cái phần hiển thị và chúng ta có phần là à, tốc độ lòng tươi này do con k 40 gaming của mình chưa cài rom tiếng Việt nên là nó có tiếng Anh ha mình mới chỉ là chuyển vùng nên là nó chỉ có tiếng Việt một phần thì trong này các bạn thấy là chỉ có 60 120 này không có 90 Vậy thì làm sao các bạn sẽ tải về cái phần mềm là set edit ở trên CH Play set này edit đó nó sẽ có logo màu đỏ và màu xanh như thế này đến từ nhà phát triển 4A các bạn mở nó ra thì trong này thì sẽ phải cấp quyền lúc đầu mới mở vào do mình đã mở rồi nên là nó không hiển lên cái pop up cấp quyền và trong này các bạn để ý là chúng ta có rất rất nhiều những cái dòng lệnh và những cái tab khác nhau Thì các bạn không cần chú ý gì hết Các bạn chỉ cần kéo xuống dưới cùng giúp mình Các bạn nhìn Tìm đến cái mục là User Refresh Rate 120 này Đây chính là cái dòng lệnh à, Quy định Cái tần số làm tươi màn hình Đây này Các bạn có thấy không cái dòng này User refresh rate 120 các bạn bấm vào 120 thì có edit value thì các bạn chỉnh xuống là 90 đó các bạn sell nó lại rồi bây giờ làm sao chúng ta mở đa nhiệm đóng cái app này đi là được rồi bây giờ các bạn sẽ vào cái phần uh, cài đặt hiển thị này đó các bạn sẽ thấy ngay là nó xuống còn 90 này thấy chưa còn 90 thôi à, chúng ta bấm vào ti nó không có cái tùy chỉnh 90 ở đây nhưng mà thực ra nó đang ở cái mức 90 để kiểm chứng điều này thì mình sẽ vào cái phần tùy chọn nhà phát triển nha. Đây này, tùy chọn nhà phát triển. Ô, chưa bật à. Thì à, các bạn vào đây. Vào à, tất cả thông số. Cái phiên bản BGY version đó. Đó kích 7 lần là vào nhà phát triển. Các bạn xuống phần à, cài đặt khác đây. Đó, các bạn xuống có một cái mục là nó hiển thị cái tốc độ làm tươi của màn hình. À, đây, sau refresh rate. Đó, đây là 60 này theo thời điểm thì mình thấy màn hình 90 Hz và 120 Hz thì tất nhiên 120 thì nó sẽ là mượt hơn rồi. Nhưng màn 90 thì nó cũng gọi là vẫn nhanh và mượt rồi, không không trầm như là 60 nha. Và quan trọng hơn các bạn sẽ tiết kiệm pin được khá nhiều. À, với cách này thì các bạn sẽ là hoàn toàn yên tâm bởi vì là khi cần thiết, các bạn vẫn tiếp tục kích nó lên được 120 Hz, chỉ có điều là đó, 120 Hz nó lại nhanh mượt như bình thường. Chỉ có điều là khi các bạn muốn giảm xuống 90 Hz hoặc là có thể các bạn giảm xuống 75 hẹp cũng được thì nó lại càng tiết kiệm pin hơn thì chúng ta lại làm thủ công vào cái set edit để mà chúng ta tiếp tục chỉnh nó mà thôi rồi thì nói chung của video đến đây là kết thúc rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo